Kim mến chào quý cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Kim Live Cuộc Sống Germany. Lời đầu tiên, Kim xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các cô chú anh chị em và các bạn. Mến chúc cả nhà lúc nào cũng mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là video gia đình mình đi tham quan ở nhà thờ kính, nhà thờ chính tòa ở Garnro, Cali, nước Mỹ. Và sau đó tham dự buổi lễ Đại hội Thánh Mẫu 2023, ngày cuối. Mời cả nhà cùng đi với mình nhé. Xung quanh đây là khung viên của nhà thờ hết đó cả nhà. Nhà thờ trồng cây xung quanh đó, trồng cây kiển nè. Rồi xung quanh đây nhìn thấy sạch sẽ và sang trọng quá hả. Khung viên của nhà thờ kính này rộng lớn ghê chưa cả nhà. Đẹp nè, nhìn đẹp quá, sang trọng quá. Hôm nay là ngày Chủ nhật nên là gần nhà thờ người ta đậu xe cũng đầy hết rồi. Bây giờ phải đậu xa xa một tí. Hôm nay anh chị mình đưa mình đến đây để đi tham quan luôn á. Cảm ơn anh rể nhiều. Đi lễ trong nhà thờ kính. Đây là đài Đức Mẹ La Văn. Nhà kính không cả nhà. Giờ này là đang tang lễ đó cả nhà. Thánh lễ này là của Mỹ. Một ngày có nhà thờ này, một ngày có mấy thánh lễ nữa. Lễ Việt Nam nữa. Mấy cái đàn organ con đồng cái này là nhà thờ chính tòa lịch trình ở đây mà. Đây nè chị. Ồ, đây có nhiều chuông quá hả? Mình đi lối sau rồi nha. Đây là chuông này. Cái đồ ăn kìa. Lấy mua đồ ăn mà. Chuông nè. Ở đây có quầy đồ ăn nè cả nhà. Sau buổi lễ người Việt người ta bán để gây quỹ cho nhà thờ đó cả nhà. Tao xa. Một cái bánh xa lợn này. Bánh xa lợn. Về ăn thử đi. Ngon, đặc biệt 100%. Cứ thử mà ăn đi.
ốc này trồng ở nhà hay sao vậy cô? Cái này người ta bỏ cho bánh xe lợn bao nhiêu? Người ta bỏ tầm bảy cho mình bảy đồng rồi. Bảy nhỏ này bốn đồng thì anh mới bảy đồng bán nguyên đặt lần nào luôn. Để cô có gì mua cho bánh xe lợn. Anh ăn bánh xe lợn không? Dạ. Hộp này 7 đồng hả? Dạ, bác. 7 đồng. Dạ. Gói cuốn mấy không chị? Dạ, 6 đồng. Lấy cái gói cuốn này. À đúng rồi, đúng rồi, lấy cái đó cho. Mua này đi anh, mua mà. Lấy 2 bó rau đây nữa cô. Rau đây nhiều bó. 6, 3. Rau đây này cũng lên được hả? Hả? Cái này cũng ta bỏ. Tươi hả? Đâu phải mình trồng ở nhà. Không, trồng ở nhà sao mình trồng được. À, còn rau mùng tơi. Năm ba đồng bịch, lấy năm đồng hai bịch buôn đi. Có tiền năm thì tiền bạc mình. Năm hai bịch. Ừ. 10 đồng, 16 đồng. Mấy con hộp bánh da lợn nha. 16 hộp bánh da lợn 4 nữa hả? Vâng. 20 trắng luôn hả? Ừ, 20. Có giấy nắp kia nè. Có. Ông tránh như thế ăn cái này về nó. À quên. Cho con quay phim tí được không cha? Thôi mình đứng. Năm 80 thì người ta xây nhà tầng này. Gọi là nhà thực kiến là gọi là nhà thực kiến thì người ta có hơn 10 nhà thực kiến để xếp lại. Chị có nhìn thấy cái xe đỏ của cổng cũng sẽ thả cái kia xuống. Kia thì nó mới lên được. Hai ba cái này là nó trên cao kìa ha. Dạ. Những năm 80 là người ta xây cái nhà thờ kia, gọi là nhà thờ kiến của nó. Hơn 10.000 tấm kiến người ta ghép lại. Đây á cha, năm 80. Là cái nhà thờ này nè. Nhà thờ. Còn cái tháp chuông cái này năm 90 mấy thì ta mới xây. Dạ. Tháp cao kia là tháp chuông. Còn bên dưới kia là đất thánh, chỗ chôn, chỗ chôn cất. Đất thánh chỗ chôn cất vừa rồi. Đất thánh bữa nay kia hả chị? Đúng rồi, cái cỏ cỏ á chị. Mấy cỏ cỏ dạ. Không em có phải giống như ở bên kia mà họ xây cái từng cái mức lên. Có một cái tòa nhà bên kia là tòa giống mục. Tòa nhà bên kia là tòa nhà giống mục. Dạ, các đức trắng, cha, trắng. Các đức cha với văn phòng của giáo phận làm việc bên đó. Ở bên đó. Cha về nhà thờ này lâu chưa vậy? Em về hôm nay là ngày thứ hai của năm thứ năm. Trong cái tờ nhập thông của giáo xứ có địa chỉ với điện thoại. Tượng đài Đức Mẹ. Đây là tượng đài của Đức Mẹ. Đây là tượng đài Đức Mẹ La Vang. Mẹ đứng đây thì mình muốn cầu khấn gì thì mình đến đây mình xin mẹ. Chúng con hy vọng mẹ sẽ nhận lời. Thứ bảy. Và đây là hôm nay là ngày đại hội thánh mẫu ngày thứ bảy. Mấy anh trọng em đi lễ. Cha, đi lễ ngày cuối của đại hội thánh mẫu. Chính tòa Chúa Kitô. Quý cha đồng tế. Quý thầy sáu. Quý thầy. Sớm thứ bảy. Quý sơ. Quý ông bà và anh chị em thân mến. Bên này chưa có người, bên kia đầy người. Thật là một niềm vui trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và một buổi sáng đẹp trời trước khi chúng ta chuẩn bị đón chào một ngày mới nóng bức, một buổi sáng thanh bình, một buổi sáng êm ả, nơi đây trong không khí linh thiêng của thánh lễ của ngày thứ bảy hôm nay, chúng ta
sẽ là những nhân chứng. Nếu một người nào đó hỏi chúng ta vì sao người Công giáo chúng ta yêu thương, kính mến mẹ Maria, có lẽ mỗi người chúng ta trong thánh lễ hôm nay sẽ có một câu trả lời riêng biệt cho mình. Câu trả lời có thể đến từ thần học mẹ Maria, hay tiếng sinh vân đã tiếp tục vâng theo thánh ý Chúa trong công trình cứu chuộc của Ngài. Chúng ta có thể câu trả lời mẹ Maria, một người mẹ chúng ta yêu mến, qua lời kinh kính mừng, và chúng ta tin rằng qua lời kinh đó mẹ sẽ là đấng bầu cử cho chúng ta trong giờ sau hết, cầu cho chúng con trong giờ lâm tới. Nhưng nếu chúng ta lắng nghe lời phúc âm ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy chúng ta yêu mến mẹ Maria vì mẹ Maria đã tỏ hiện cho chúng ta thấy lòng yêu thương nàng. Cặp mắt của một người mẹ, họ hết sức. Một câu nhắn nhủ nhẹ nhàng, một lời tâm tình nhẹ nhàng mà mẹ Maria. Cha công an mới ký để làm kỷ niệm nè. Cha công an nào? Đây, hình của cha công an nè. Cha đang đứng đó. Dạ nữa cha. Đây cha ký tên. Đây, em gái đang đi tới tượng đài Đức Mẹ La Vang. Hôm nay là Đại hội Thánh Mẫu ở California Grand Rose. Em gái đang đi tới chỗ tượng đài. Đấy. Rồi. Tượng đài Đức Mẹ nè.
Ni dân Hoa gia làm lễ ngay đây nè. Bán bánh mì chưa chị? Dạ, bán 3 ổ. Bánh mì chả lụa, dạ 3 ổ. Bó một bánh dâm. Cảm ơn chị. Đây phở. Phở bò. Mực ha. Mì mới mua nè, ngon không? Mì chả lụa. Mì chả lụa không? Mời nha, mời cả nhà ăn. Chị. Đây là Cha Linh ở Việt Nam qua ngày đại hội Thánh Mẫu. Thank you.